tím nha các bạn nhá. Ôi, tôi bảo làm gì đấy? Mình sẽ chạy thảo cho trại của mình. Rồi, không có năng lượng thì không thể nào sáng tạo ra một bức tranh thật đẹp được. Thế là nhanh rồi à? Đây, có vi này. Wow, chu vi thành trái cây bị nhau màu tím. Và tí nữa, chu vi thành trái cây bị đào. Vẫn chưa đủ năng lượng. Oh, của chim à? Sữa tươi trái cây tươi của chị hấp dẫn quá đúng không? Nhìn làm vẻ không cưa ngay được. Màu tím lại có giống trại của mình nữa chứ. Thì chị làm màu trại giống Ruby sữa tươi trái cây tươi bị nho mịn. À, thì ra là vậy. Nhìn màu tím mộng mơ này hấp dẫn phết nhỉ. Hết rồi. Con yêu quá hả? Hai em chả biết gì cả. Không nhìn thấy hai cái tay to thế này à? Hai tay to này là con gì? Hả? À, hai cái tay to là con voi. Đây là con voi cong cổ. Thơm chưa các bạn ơi?
giận chưa? Chị bị lật bánh đi không cháy. Đây là siêu thẻ tối thượng, dùng để sưu tập linh thú. Các bé giữ thẻ để chơi với nhau. Wow. Còn đây là thẻ linh thú sưu tập đổi qua. Chương trình làm Ruby săn linh thú đổi siêu qua mùa 4 diễn ra từ ngày 20 tháng 9 năm 2023 hết ngày 31 tháng 1 năm 2024. Phần quà là gì đây chị Trang? À, 24 thẻ linh thú đổi qua. Đổi được một bộ sưu tập sáng tạo, được trình kiến tranh vô cùng độc đáo. Sáu thẻ linh thú qua rồi được một mình năng lượng Ruby siêu ngầu có thể mang đến trường và vận động bên ngoài. 48 thẻ linh thú rồi qua rồi được một ba đồ siêu cấp mang đến trường siêu ngầu. Và đặc biệt 48 thẻ linh thú rồi qua và một thẻ iPad nhận được một iPad thời thưa. Trời không thân quá, em ao ước một chiếc iPad để học tập. Còn dự trữ gì nữa, tham gia chương trình làm Ruby săn linh thú đổi siêu qua mùa 4 thôi là các bạn ơi. Mình xin khởi tố một vụ án Hà Vi mũi vào người của mình. Và đây chính là phạm nhân Hà Vi. Kéo bạn lên. Thả chị ra. Thả tôi ra. Thả ra. Cho nên phạm nhân Hà Vi bị phạt ở trong cái lồng sắt này. Phải tự tìm cách thoát ra. Hả? Tự thoát ra? Tay không này thì thoát kiểu gì? Thoát ra làm sao được? Mình sẽ hỗ trợ phạm nhân Hà Vi bằng cách kinh doanh dụng cụ đập phá. Đây là những dụng cụ hỗ trợ, nhưng mà đó đều có những mức giá khác nhau. 50.000, 100.000, 200.000. Đắt thế. Để tìm chị em mấy lâu nay, em sẽ tặng cho chị chiếc búa 50.000. Ngay làm kiểu gì? Muốn đập được thì bỏ tiền ra. Không có cái gì miễn phí mà sử dụng được đâu. Ha ha ha.
phải đầu tư. Đầu tư. Được, cho cái bộ to nhất đi. Come on.
ơi chị, không ra thì không thọt được vào. Có cách đi, nhưng mà có... Không, chị không có đó, thả chị ra đi. Thả chị ra. Nhưng mà Sư Tiên, chưa được ăn gì, đói quá. Cho chị ăn đi. Ăn á, có chuẩn bị luôn. Lâu thế anh nghe em đói rồi. Bầu không khí tuyệt vời đó. Vậy chúng ta làm gì để tận hưởng bầu không khí đó? Chúng ta sẽ cắm trại vào ban đêm. Thú vị thế nào?
Đâu phiên bản sơ đi. Mình đã làm xong rất là nhiều khối màu vàng này rồi. Giờ mình sẽ tiếp tục làm chai nhá. Đây các bạn đã hình dung ra đây là hình gì, à đây là cái gì chưa? Bạn ơi, việc của mình đã gần xong rồi này. Làm cái này rất là lâu và vất vả. Thế nên mình đang thấy rất mệt các bạn ạ. Nên bây giờ mình sẽ cuộn cái thùng bí mật này của mình ra nhá. Gớm thế nhở? Chàng dấu dấu thương riêng cái gì? Bây giờ mới mang ra nhở? Ai đủ cái này xinh không? Không thể! Cái gì nhỉ? Uống cái gì mà lạ đấy nhở? Mình chưa thấy bao giờ. Các bạn ơi, mình đang thấy rất là khỏe khoắn. Không biết là chị Trang uống cái gì mà nhìn ngon thế nhở? Lại còn hồi phục sức khỏe nữa. Hay là hai chị em mình sang xin đi. Thôi, nay đã không thể rồi. Giờ mà sang xin đi, ngại chết đi được. Bây giờ chị sẽ ngụy trang và em sẽ chỉ đường cho chị. Chị sẽ vào trại của chị Trang để xem đấy là loại thức uống gì. Nhớ chị đứng cho chị nhá. Ok ok. Hoa chị chạy đây nào. Đứng rồi nhá.
chút nữa giúp mình nhá. 3, 2, 1. Bạn ơi, đây chính là thai của mình, thì một khối thai này. Không chị Vi ạ,
như kia là không hiệu quả rồi. Hai đứa dưới khác à? Vâng. Vậy thì xem vũ khí bí mật của chị đây. Bạn ơi, đây chính là vũ khí bí mật của mình. Thấy và đã thích xong em lần đầu thưởng thức đấy. Vị đào thanh mát, thạch đào dai dai, được làm từ nước ép trái cây nên rất là thơm ngon và hấp dẫn vô cùng. Lại còn chứa nhiều vitamin chất khoáng tự nhiên giúp mình cao lớn và thông minh. Đặc biệt là không có chất bảo quản thì rất là an toàn cho sức khỏe. Quét mã QR trên thẻ Luvi, đăng nhập vào game, linh thú sẽ tự động cập nhật.